thể nói là sự kiện đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và tập trung vào cái chủ đề về chuyển đổi công nghiệp thì chúng tôi cho rằng là rất phù hợp, rất đúng và trúng với cái xu thế phát triển của thời đại hiện nay. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Việt Nam chúng ta đang đứng trước những cái cơ hội rất lớn, đồng thời cũng đứng trước những cái thách thức trong cái bối cảnh cái chuyển đổi công nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. Và chúng ta đang chứng kiến những cái thay đổi mang tính thời đại của thế giới, trong đó thì cái chuyển đổi công nghiệp, cái sự phát triển của các cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là các cái công nghệ mới nó tác động rất lớn đến tất cả các quốc gia. Trong cái bối cảnh đó thì với cái vị thế, với những cái kết quả phát triển kinh tế xã hội của chúng ta trong thời gian qua, với cái việc là Việt Nam đã trở thành một cái nền kinh tế trong 40 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, thì chúng ta cũng đang có những cái cơ hội rất lớn. Và với những cái khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện mà chúng ta đã thiết lập với các nước ở trên thế giới, thì chúng ta cũng đang có những cái cơ hội rất lớn để chúng ta thúc đẩy hợp tác với các nước để tranh thủ cái nguồn lực ở bên ngoài, tranh thủ những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm về quản trị, những cái kinh nghiệm về công nghệ, những cái kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực để mà chúng ta thúc đẩy cái hợp tác quốc tế của chúng ta trong lĩnh vực này và thúc đẩy cái chuyển đổi công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên phạm vi cả quốc gia.